là cư sĩ phật tử thì nên là hành giả hay học giả vì con nhận thấy nhiều học giả phật giáo nhiều nhà nghiên cứu phật giáo nhưng khi nhìn họ con không thấy phát tâm được như khi nhìn những vị tăng giống như họ chỉ là một ông nghiên cứu gia hay học gia gì đó chứ không có hình bóng của nhà tu hành có phải nghiên cứu kiến thức phật giáo như các học giả cũng chỉ vô ích cái vấn đề đó à, là mình có được những cái kiến thức đó rồi mình xài nó vào việc gì mình có những kiến thức đó mà mình chỉ để là một cái người đa văn thông thái thì nó cũng chỉ như vậy thôi Nha, nó cũng chỉ như vậy thôi bởi vì đó thuốc là dùng để chữa bệnh mình có biết nhiều thuốc đi chăng nữa mình có nhiều viên thuốc ở trong tay đi chăng nữa mà mình không chịu uống thì bệnh của mình cũng không bao giờ hết cái vấn đề là như vậy đấy dù là cư sĩ hay là tu sĩ học cho nhiều biết cho nhiều thì mục đích cuối cùng cũng là để áp dụng những thứ đó nhằm giải quyết các vấn đề của mình còn mà mình học thì cho học nhưng mà xài thì không có xài thì cũng vậy thôi hơn nữa mình học rồi mình có chịu dành thời gian để mình thực hành hay không nó lại là một một vấn đề khác một vị tu sĩ mà thì vị đó có nhiều thời gian dành ra để vị đó rèn luyện tâm của mình Nhưng mà cư sĩ đó thì đa phần họ bị quyến rũ bởi nhiều thứ Một là các cái sự hưởng dục ở ngoài đời Nha Ăn chơi rất là nhiều Giao tiếp rất là nhiều Rồi cái thứ hai à, Là họ còn phải đi làm Và ngay cả cái chuyện đi làm Kiếm tiền nuôi gia đình đó, Nó cũng rất là nhiều chuyện Thành ra đó À, không có thời gian để họ thực hành. Mà khi chúng ta không có thời gian để chúng ta thực hành ấy, biết là biết như vậy mà làm thì làm không được. Ví dụ như mình gặp một chuyện mà mình bực mình, mình khó chịu, mình tức, mình phát hiện là mình đang sân. Với người không có thực hành ấy, biết sân là không tốt, biết biết sân đi địa ngục, biết mà sân vẫn cứ sân đó là vấn đề của mình ý à, đó là lý do mà với những người không có thực hành nó quý vị không thấy ở họ được cái, cái sự mạnh mẽ của một nội tâm của một người có định mình thấy không được đó là cái vấn đề rồi lại thêm một việc nữa đó là gì trên lệch về cái giới hạn mục đích của đạo phật đó là gì giúp cho chúng ta thấy được sự nguy hại của dục tức là sự hưởng thụ những cái lạc thú giác quan và giúp cho chúng ta thấy được sự lợi ích của việc ly dục và đối với người thực hành ly dục đức phật luôn luôn tán thán và bây giờ một người biết giáo lý thì biết giáo lý nha cũng biết nhưng mà vẫn hưởng dục như ai vẫn có vợ có chồng à, cần nhậu thì vẫn cứ đi nhậu cần đi vũ trường thì vẫn cứ đi vũ trường à, cần đi, ca, đi casino thì vẫn cứ đi casino à, thì quý vị thấy được ở họ cái hình bóng gì của việc ly dục để quý vị kính quý vị nể ừ? đó là cái vấn đề đó là gì trên lệch về cái giới hạnh thêm một vấn đề nữa là trên lệch về niềm tin nói nó kỳ cư sĩ tu sĩ cũng có thôi à, nhưng mà xin đang nói cư sĩ trước đi mình học nhiều ấy mình dễ sinh ra ngạo mạng kiến thức càng nhiều thì ngạo mạn càng cao. Nhưng mà với tu sĩ ấy, thì họ có nhiều cách để cho họ mài mòn cái sự ngạo mạn của họ. Bởi vì họ thấy cái mục đích cuối cùng là cái sự giải thoát mà bây giờ mình vẫn cứ là phàm, mình vẫn cứ bị uh, những cái ô nhiễm nội tâm nó đập lên, đập xuống, đập gần chết, đập bầm dập. Thì mình lấy cái gì để mình tự hào? và cái nhiệm vụ của mình ấy là mình phải kiểm soát, mình phải giải quyết những cái ô nhiễm của nội tâm. Nhưng mà với cư sĩ thì không có những cái đó. Với cư sĩ không có những cái đó. Chính bởi vì như vậy họ càng học họ càng càng ngạo mạn, thậm chí có thể họ thấy mấy ông sư học không bằng mình. Mình là tiến sĩ, mình là giáo sư, còn mấy ông sư cũng là cái gì đó, họ không bằng mình. À, chính do những cái vấn đề như vậy thành ra quý vị thấy họ khác mấy ông sư rồi lại thấy một vấn đề nữa đó là vấn đề về niềm tin mà sư nãy sư nói nói nó kỳ những cái vị tiến sĩ giáo sư Phật học á, niềm tin của họ đối với mấy ông sư nhiều khi nó khá là kém, bởi vì uh, họ thấy là mấy ông sư thời nay thì um, uh, nó không có uh, ngon lành như mấy ông sư theo như trong kinh tạng, thành ra là họ cũng không có kính, không có kính. Hơn nữa với cái địa vị học giả của họ thì họ thấy uh, cái gì mấy ông sư biết thì mình cũng biết thì mình lấy cái gì mà mình kính mấy ổng, đấy trong khi đó mấy ổng cũng không bằng mấy ông thánh thì mình lấy cái gì mình kính mấy ổng mà chính bởi vì những cái lý do đó cho nên cái niềm tin của các cái vị học giả đối với những vị tu sĩ thời nay cũng kém rất là nhiều thành ra thành ra đó, nhiều vị học giả nhiều vị học giả thì kêu đi tu thiền thì cũng đi tu thiền nhưng mà kêu đi tu thì chớ nha nha đấy thì đó là những cái vấn đề thành thử ấy, cái việc học bản thân nó không có xấu tại vì nếu như quý vị không học thì biết phật dạy cái gì nhưng cái vấn đề ở đây là mình học để làm gì cái mục đích của mình ấy học để làm gì học để thực hành thì càng học càng thực hành thì mình càng khiêm tốn mình càng quý tam bảo và mình càng thấy cái đời này nó là những một cái đống uế trượt mà mình cần phải ly dục mình cần phải thoát ly mình cần phải phát triển nội tâm còn ngược lại thì mình chỉ có chết thôi cho nên cái vấn đề học giả hay hành giả đều quan trọng như nhau cái vấn đề là mình có chịu học hay không và cái học của mình có chịu áp dụng để thực hành hay không nha